Sau một đêm nằm say giấc trên xe khách, thì cả ekip có mặt tại Gia Lai lúc 5 giờ sáng. Địa điểm cả nhóm sẽ định cư là khách sạn Tre Xanh nằm ngay góc đường Lê Lợi. Vì sao lại chọn khách sạn đây? Đơn giản vì khách sạn nằm ngay khu chợ đêm, thuận tiện cho việc tìm địa điểm ăn uống. Cảm nhận đầu tiên về Gia Lai Pleiku đó là thành phố rất sạch, nhiều cây và không khí lành lạnh như ở Đà Lạt luôn. Ekip mở màn bằng món phở khô, đặc sản của phố núi tại quán phở khô Bé Tư. Cảm nhận của mình ngay từ khi bước vào quán là sự nhiệt tình hiếu khách của bà chủ. Tiếp đến là món phở hai tô đậm chất Gia Lai. Ngon là lời khen không thể thiếu cho món phở khô này. Cũng trên cung đường đó, ekip tiếp tục thẳng tiến tới thác Phú Cường thuộc thị trấn Chư Sê. Vượt qua đoạn đường 20 cây số thì gặp ngay lối vào thác. Thác Phú Cường thu hút khách du lịch Gia Lai nhờ vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, kỳ vĩ. Với vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mình, nơi đây luôn là điểm đến hấp dẫn. Thác Phú Cường cao khoảng 45m, bắt nguồn từ trên núi rồi đổ xuống suối La Tiết, tung bọt trắng xóa và chảy ra sông A Dương, nơi có công trình thủy lợi A Dương hạ. Còn những tháng hè với tiết trời oi bức, khô hanh giữa ban trưa của núi rừng, việc tìm về nơi được mệnh danh là đệ nhất thác Gia Lai để nghỉ mát, ngắm dòng thác ngày đêm tuôn trào, kết hợp với ánh nắng mặt trời tạo nên dải màu cầu vồng bảy sắc rực rỡ giữa lòng thác thì thật là tuyệt vời. Quay trở lại thành phố Gia Lai Pleiku, không thể bỏ qua được món thức uống đặc trưng của phố núi, đó là cà phê. Anh em ekip đã chọn thưởng thức cà phê tại quán Thu Hà và Huế Xưa. Và cái cảm nhận đầu tiên vẫn là sự nồng nhiệt hiếu khách tại nơi đây. Họ nói, đến Pleiku nhưng chưa đến quán cà phê Thu Hà là bạn chỉ mới biết Pleiku một nửa. Và thế là ekip lọ mọ đến đây để quyết tâm tìm cô con gái chủ tiệm cà phê. Hóa ra Thu Hà là tên cô gái của hơn 60 năm trước. Ở thời điểm hiện tại, những giọt cà phê pha phim truyền thống của Thu Hà vẫn có sức mê hoặc đối với nhiều người dân phố núi. Huế Xưa cũng là một điển hình. Với không gian kiến trúc cổ kính của Huế, quán cà phê Huế Xưa đã được bình chọn là một trong năm quán đẹp nhất tại Gia Lai. Ngoài món cà phê đặc trưng tại phố núi, quán còn có thêm sinh tố hạt sen, đậm đà, chất lượng. Đến với Pleiku, không nên bỏ qua địa điểm Hồ Tờ Nưng hay còn gọi là Biển Hồ. Mỗi mùa nơi đây lại có một nét thú vị khác nhau. Mùa khô nước vơi để lộ những dải đất ba gian màu mỡ, nơi nhiều loài chim quý đến kiếm ăn. Mùa mưa nước dâng cao, tạo sóng lớn vỗ bờ như sóng biển. Dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm biển hồ. Biển hồ là hồ tự nhiên, hoang sơ và thơ mộng. Khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm, được đánh giá là hồ tự nhiên đẹp nhất ở Tây Nguyên. Theo các nghiên cứu khoa học, biển hồ chính là miệng núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm nay. Còn đối với người dân tộc thiểu số nơi đây, biển hồ gắn với nhiều truyền thuyết thú vị. Bên cạnh biển hồ, không thể không nhắc đến những cánh đồng chè bạc ngàn xanh ngắt nằm cách thành phố Pleiku 13 cây số thuộc huyện Chư Pả. Đồi chè này cũng chính là đồn điền chè đầu tiên của người Pháp tại Gia Lai, hình thành vào những năm 20 của thế kỷ trước. Bên cạnh đó chính là con đường Hàn Quốc với hàng cây hai bên bao bọc xung quanh. Đây là địa điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tên con đường Hàn Quốc là do người dân tự đặt bởi chúng có một khung cảnh nên thơ, lãng mạn như những thước phim của Hàn Quốc. Bước ra khỏi biển hồ, đập vào mắt toàn ekip chính là nhà hàng Tơ Nưng với phong cách nhà rông, nhà sàn tạo nên ấn tượng khi chỉ mới bước vào cửa. Toàn bộ kiến trúc của nhà hàng đều được làm bằng vật liệu tự nhiên, mái lá, cầu thang gỗ, sàn tre nứa. Có thể thấy sự dụng công của nhà hàng này khi tạo ra một không gian hoàn toàn Tây Nguyên ở mọi góc nhìn, mọi chi tiết. Những món ăn đã trường tồn cùng đời sống văn hóa của cư dân bản địa trong mỗi bữa ăn hàng ngày hay chỉ có ở những dịp hội hè. Giờ đã sẵn sàng có mặt trên những bàn tiệc ẩm thực để kể câu chuyện về văn hóa, về đời sống. Cốt lõi của những món ăn này vẫn phải tôn trọng yếu tố truyền thống, tức là không lạm dụng gia vị, mà chủ yếu chú trọng đến sự mộc mạc, hương vị nguyên thủy của món ăn.
cơm lam phải dẻo, thơm mùi nếp mới, thịt gà hay heo đồng bào phải thơm đúng mùi thịt nướng, chứ không phải của gia vị tẩm ướp. Cũng vì vậy, để chế biến một món ăn ngon, đầu bếp phải có những kiến thức mà không phải ai cũng rành rẽ. Trâu dớn thường mọc bên bờ suối, người bản địa chỉ hái chúng vào lúc sáng sớm khi mặt trời chưa cao quá ngọn tre, lúc họ đi lấy nước buổi sáng. Hái đúng thời điểm thì chế biến kiểu nào, rau cũng giữ được vị ngọt đặc trưng của rau rừng. Những chuyện bếp núc ấy không phải thực khách nào cũng biết. Riêng nhà hàng Tơ Nưng, khi chọn nguyên liệu để kinh doanh ẩm thực truyền thống thì phải để ý cả những điều như vậy. Tiếp tục hành trình, chúng ta không thể bỏ lỡ núi lửa Chư Đăng Cha, cách trung tâm thành phố Pleiku 30 cây số. Chiêm ngưỡng ngọn núi lửa giữa đại ngàn hùng vĩ, Chư Đăng Cha không những lôi cuốn du khách bởi màu xanh của ruộng khoai, ruộng môn hay dông riền vào mùa mưa, mà còn hấp dẫn sinh động bởi những cánh hoa dã quỳ vào mùa khô. Đã từng là ngọn núi lửa ngưng hoạt động, để lại cho Chư Đăng Cha một cảnh đẹp hùng vĩ với miệng núi lửa và vùng đất đỏ Ba Danh màu mỡ. Hiện nay người dân bản địa đã sử dụng đất này để tạo nên những cánh đồng thoải dọc theo sườn núi, phủ đủ sắc xanh vàng đỏ tươi lên toàn bộ bề mặt của núi lửa như một tấm thảm gấm tuyệt đẹp. Địa điểm được chú ý nhất có lẽ chính là thủy điện Iali. Nếu như trước đây, thác Iali được biết đến là một thác nước đẹp, thì đến nay đã được thay bằng công trình thủy điện đồ sộ, bao gồm đập dân, đập tràn xả lũ, bên một hồ nước trong xanh bát ngát. Với mặt hồ rộng hơn 65 km2, giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây dung hòa với công trình hiện đại và hoành tráng do con người xây dựng, đã tạo nên một địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách khi đến thăm Gia Lai. Nhà máy thủy điện Iali được mệnh danh là nhà máy thủy điện ngầm lớn nhất Việt Nam, nằm trên dòng sông Krông Pla, thuộc ranh giới giữa huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Điều đặc biệt, khi bạn đến tham quan thủy điện Iali, sẽ có cơ hội khám phá đường hầm dài khoảng 500 mét, từ cổng nhà máy đến địa điểm đặt máy phát điện. Với vẻ đẹp thiên nhiên khá độc đáo của mình, hồ thủy điện Iali đã trở thành một điểm đến mang sắc thái rất riêng của Gia Lai mà không phải nơi đâu cũng có. Với những tiềm năng thế mạnh du lịch và ẩm thực của mình, Gia Lai sẽ sớm trở thành một trong những thành phố đáng đi nhất trong ngày mai. Hãy đến với Gia Lai để thưởng thức những món ăn ngon, ngắm những cảnh đẹp hùng vĩ và tiếp xúc với những con người cực kỳ hiếu khách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và share nếu bạn thấy hay và để lại ý kiến của mình dưới phần comment của video nhé. M Channel sẽ tham khảo ý kiến của bạn.